Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin đóng ngày 6 tháng 5 của bài Việt ngữ đã vào tự do. Có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Ổ dịch tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương lây ra 15 tỉnh thành. Chuyên gia lo ngại những sơ hở trong việc cách ly và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong đợt dịch mới. 18 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học khi Việt Nam ghi nhận 64 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Thưa quý vị, ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh, Hà Nội, tính đến chiều ngày 6 tháng 5 đã lây lan ra 15 tỉnh, thành phố với 52 ca bệnh. Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn số liệu từ cơ quan y tế đưa tin vừa nêu. Cụ thể, các nơi có số ca COVID-19 lây từ Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 gồm Bắc Ninh với 11 trường hợp, Hà Nội 9 trường hợp, Hải Dương 7 trường hợp, Vĩnh Phúc và Thái Bình mỗi tỉnh 5 trường hợp, Phú Thọ 4 trường hợp, Hải Phòng và Hưng Yên mỗi nơi 2 trường hợp. Và các tỉnh có một trường hợp gồm Yên Bái, Sơn La, Quảng Ninh, Hòa Bình, Lạng Sơn, Nam Định và Bắc Giang. Hiện các tỉnh thành khác tiếp tục truy vết người từng đến Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5, tức 21 ngày khi cơ sở chữa bệnh này bị cách ly y tế. Bộ trưởng Y tế Việt Nam ông Nguyễn Thanh Long cho biết có một số bài học được rút ra từ việc cách ly của Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh như môi trường cách ly, cách quản lý cách ly, tình trạng lây nhiễm trong môi trường cách ly đó. Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh được người đứng đầu ngành y tế Việt Nam cho là thành trì nơi tiếp nhận điều trị các bệnh nhân COVID-19 ở phía Bắc, đặc biệt các ca bệnh nặng. Tính đến nay, cơ sở này đã điều trị cho hơn 1.000 ca bệnh COVID-19, chưa có trường hợp tử vong. Một số chuyên gia y tế tại Việt Nam cho rằng những sơ hở tại các nơi cách ly tập trung và việc lấy mẫu xét nghiệm có thể là nguyên nhân cho tình trạng Việt Nam trong tuần trước liên tục phát hiện những ca dương tính với Covid-19 sau khi đã hoàn thành 14 ngày cách ly và có từ 2 đến 3 lần xét nghiệm âm tính liên tục trước đó. Trong tuần trước, Việt Nam phát hiện ít nhất 4 trường hợp như vậy, bao gồm một bệnh nhân Việt Nam về nước từ Nhật Bản, hai chuyên gia người Trung Quốc và một người Ấn Độ. Các chuyên gia y tế cho biết có ba nguồn nhân chính, đó là những người này có thể nhiễm bệnh trong thời gian ở các trung tâm cách ly. Họ có thể nhiễm bệnh từ ở nước ngoài, nhưng thời gian ủ bệnh lâu hơn 14 ngày. Họ có thể nhiễm bệnh trong quá trình từ trung tâm cách ly về nhà hoặc ở cộng đồng nơi họ gặp người bị nhiễm bệnh. Theo các chuyên gia y tế Việt Nam, việc thực hiện các quy định nghiêm ngặt tại các nơi cách ly tập trung cần được chấn chỉnh, nhất là tại những nơi khách sạn được sử dụng là địa điểm cách ly tập trung. Đáng lưu ý là cả 4 trường hợp vừa nói đều được cách ly tại khách sạn. Ngoài ra, còn có 3 nguyên nhân khác lý giải cho việc các xét nghiệm cho âm tính bao gồm: việc xử lý mẫu xét nghiệm không đạt tiêu chuẩn, mẫu xét nghiệm không tốt và sai sót do máy. Trong đó, sai sót do máy được cho là hiếm khi xảy ra, trong khi việc xử lý mẫu xét nghiệm được cho là đáng ngại nhất. Bộ Y tế mới đây cho rằng đã có sự nơi lỏng quản lý đối với những người bị xác định dương tính với COVID-19 sau khi hết 14 ngày cách ly tập trung. Những người này sau khi hết cách ly đã đi lại nhiều nơi. Ngoài ra, tại một số nơi cách ly tập trung vẫn có sự tiếp xúc giữa những người cùng bị cách ly dẫn đến nguy cơ lây nhiễm ngay trong khu cách ly. 18 tỉnh thành tại Việt Nam đã cho học sinh nghỉ học điều chỉnh lịch thi học kỳ 2 do dịch COVID-19 đang lan rộng, tính đến trưa ngày 6 tháng 5 có thêm các tỉnh Bắc Ninh, Thái Bình, Quảng Ngãi cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học trong khi đó một vài huyện có các ca nhiễm COVID-19 tại Lào Cai, Hà Tĩnh, Ninh Bình, học sinh được thông báo dừng đến trường. Trước đó, từ ngày 3, ngày 4 và ngày 5 tháng 5, nhiều tỉnh thành khác đã công bố cho học sinh nghỉ học đến khi có thông báo mới như Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Hưng Yên, Yên Bái, Bắc Giang, Hải Dương, Lai Châu, Sóc Trăng và Đồng Nai. Cũng trong ngày 6 tháng 5, Thái Bình đã thực hiện giãn cách xã hội sau khi ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các ca nhiễm này đều liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2. Riêng tại tỉnh Bắc Ninh, chính quyền tỉnh này đang lo ngại khi một trong hai bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm SARS-CoV-2 trong đợt bùng phát mới này có lịch trình đi lại phức tạp. Giới chức y tế Bắc Ninh đang lo lắng đây là trường hợp có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao. Các ca nhiễm tại Hà Tĩnh và Ninh Bình được biết đều được xác định là F1 của bệnh nhân làm điều dưỡng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương 2. Bộ Y tế trong ngày 6 tháng 5 cho biết, tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Việt Nam ghi nhận 64 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, trong đó 27 ca ở Hà Nội, Vĩnh Phúc 14 ca, Hà Nam có 14 ca, Hưng Yên 2 ca, Đà Nẵng 2, Yên Bái, Quảng Nam, Đồng Nai, Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh mỗi nơi 1 ca. Tuy vậy, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thông báo cho học sinh nghỉ học. Người ngược lại đang đẩy nhanh thi học kỳ 2 trước ngày 9 tháng 5. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Bài Việt ngữ đã cho tự do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.